Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 74 phẩm và pháp giới thứ 39 phần 15. 39 Lâm Thần Lam Tỷ Ni Phó Thác thứ 9 Thiện Huệ Địa. Lam Tỷ Ni Lâm dịch là lạc thắng viên mãn. Vì thuở xưa có một vị thiên nữ hạ sinh xứ này nên theo đây đặt tên. Vườn Lam Tỷ Ni cách thành Ca Tỷ La 20 dặm ở hướng đông là nơi Ma Gia phu nhân hạ sinh thái tử. Vì biểu thị cửu địa tổng trì quang minh chẳng có chỗ nào mà chẳng chiếu, nên biểu thị cửu địa sẽ được thọ trước sinh vào nhà Phật. Lâm Thần Lam Tỷ Ni tên là Thần Diệu Đức Viên Mãn vì Ngài Thiện Huệ không khuyết. Thiện Huệ Địa là thành tựu bốn vô ngại biện vi diệu vì khéo thuyết pháp khắp mười phương. Bấy giờ thiện tài đồng tử ở chỗ dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh đắc được Bồ Tát giải thoát rồi, nghĩ nhớ tu tập, thấu đạt tăng trưởng. Từ từ đi du hành đến khu vườn rừng Lam Tỷ Ni, đi khắp nơi tìm kiếm vị thần diệu đức đó, thì thấy Ngài đang ở trong đầu các nhất thiết bảo thụ trang nghiêm, ngồi trên tòa sư tử bảo liên hoa, có 20 ước Na Do Tha chư thiên cung kính vây quanh, vì họ nói kinh Bồ Tát thọ sinh hải, khiến cho họ đều được sinh vào nhà Như Lai, tăng trưởng biển đại công đức Bồ Tát. Thiện tài thấy rồi bèn đảnh lễ vị dạ thần, chắp tay đứng ở trước bạch rằng, Đại Thánh, trước còn đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, sinh vào nhà Như Lai làm ánh sáng cho đời. Lúc đó thiện tài đồng tử ở chỗ dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, đắc được Bồ Tát giải thoát tam muội rồi, nghĩ nhớ pháp đó, tu tập pháp đó, thấu đạt nghĩa lý giải thoát đó, tăng trưởng được giải thoát đó, từ từ đi du hành đến khu vườn rừng Lam Tỷ Ni, đi khắp nơi tìm kiếm vị thần diệu đức viên mãn. Thì thấy Ngài đang ở trong lầu các nhất thiết bảo thụ trang nghiêm, ngồi trên tòa sư tử bảo liên hoa, vị thần đó là pháp thân đại sĩ thị hiện, có 20 ước Na Do Tha chư thiên cung kính vây quanh. Vị thần đó vì họ nói kinh Bồ Tát thọ sinh hải, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được sinh vào nhà Như Lai, tăng trưởng biển đại công đức của Bồ Tát. Thiện tài đồng tử thấy vị thần đó rồi bèn đảnh lễ vị dạ thần, chắp tay đứng ở trước vị dạ thần bạch rằng, Đại Thánh, chưa còn đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà còn chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, làm thế nào được sinh vào nhà Như Lai, làm thế nào để làm ánh sáng cho đời. Xin Đại Thánh từ bi khai thị để cho con đắc được sự lợi ích của Pháp. Vị dạ thần đáp rằng, Thiện Nam Tử, Bồ Tát có 10 thứ tạng thọ sanh. Nếu Bồ Tát thành tựu Pháp này thì sẽ sinh vào nhà Như Lai, niệm niệm tăng trưởng, căn lành Bồ Tát, chẳng mệt mỏi, chẳng giải đãi, chẳng nhàm, chẳng thối lùi, chẳng dứt, chẳng mất, lìa các mê hoặc, chẳng sinh tâm sợ hãi, hạ liệt, phiền não, hối tiếc, hướng về nhất thiết trí và muôn pháp giới, phát tâm rộng lớn, tăng trưởng các độ, thành tựu vô thượng Bồ Đề của chư Phật, xả bỏ cõi thế gian, vào bậc Như Lai đắc được thần thông thủ thắng, pháp của chư Phật thực hiện ra ở trước.